Khi Trần rời công ty sơn tùng MTB, xóa ảnh chụp chung, unfollow chủ tịch, MV cũng bay màu. Khi còn ở công ty, Khi Trần from MTB. Tưởng chừng đây là mơ không cho một cái sự nghiệp ca hát của Khi. Khi rời công ty, lòng mẹ muốn rộn gì vậy? Năm 2018, sơn tùng MTB thành lập công ty riêng chuyên về lĩnh vực giải trí, đào tạo nghệ sĩ. Tiếp đó, anh chiêu mộ nhiều nhân tài cho MTB Talent. Tuy nhiên, nam ca sĩ hiện đứng trước làn sóng rời đi của các nhân sự. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho sơn tùng MTB sau gần 2 năm gắn bó với công ty MTB. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, trên trang fanpage, Khi Trần đã đăng thông báo về việc anh chàng hết hợp đồng hợp tác và sẽ không tái ký hợp đồng với phía công ty. Trong bài đăng, nam ca sĩ được ví như K-pop Việt Nam khẳng định, thời gian qua thật sự đã là vô vàn những cột mốc rất ý nghĩa trong sự nghiệp nghệ thuật của Khi. Cảm ơn chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, cảm ơn tất cả anh chị em tại MTB Thailand đã luôn hết lòng yêu thương, hỗ trợ và chăm sóc cho Khi những ngày tháng qua. Cảm ơn vì tất cả. Dù không còn đi bên nhau nữa, nhưng Khi hy vọng rằng mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ MTB Thailand và Khi Trần nhé. Sau khi thông báo được đưa ra, khán giả tinh mắt khi theo dõi các trang mạng xã hội của anh chàng đã vô cùng bất ngờ khi thấy mọi thông tin như ảnh chụp, video thuộc sự quản lý của công ty đã được xóa sạch. Thậm chí MV Nắm Đôi Bàn Tay cũng đã được gỡ bỏ khỏi kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ. Trên trang mạng Instagram chính chủ, khán giả cũng nhận thấy rằng anh chàng đã bỏ theo dõi chủ tịch cũng như công ty cũ và xóa hết các bài đăng. Trước sự việc này, phần đông khán giả cho rằng Khi Trần tạo nếp để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Cũng có số khác bên vực cho rằng việc Khi Trần đầu quân cho công ty của sơn tùng khiến anh chàng bị mất chất riêng và không có được sự thành công như mong đợi, nên việc rời đi cũng là tất yếu. Giữa nhiều ý kiến trái chiều thì phía Khi Trần vẫn chưa có phản hồi gì thêm về vụ việc. Đồng thời cả phía sơn tùng và công ty cũng đều không lên tiếng gì sau thông báo hết hạn hợp đồng độc quyền với Khi Trần. Sau khi Khi Trần rời công ty thì MTB Entertainment chỉ còn quản lý hai nghệ sĩ là ca sĩ sơn tùng MTB và diễn viên Hải Tú. Khán giả lo lắng quyết định rời đi để tự do thử thách và thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa trong âm nhạc theo cách mà Khi mong muốn sẽ khiến cho độ nổi tiếng của Khi Trần có đôi phần bị giảm sút, sức nóng cũng không còn được như trước. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì quyết định rời đi này là lợi hay là hại cũng chỉ có mình Khi Trần hiểu rõ. Và để thành công cũng như ghi được dấu ấn đậm sâu hơn trong lòng khán giả trên con đường sắp tới thì không thể phủ nhận Khi Trần cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thể hiện tài năng, cá tính âm nhạc của mình. Onion là nghệ danh của Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, một producer, nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi và vô cùng tài năng trong V-Biz. Không chỉ từng thổi hồn cho nhiều bài hát tại các cuộc thi đình đám, anh chàng này còn được biết đến khi là người hợp tác đứng sau nhiều bản hit của sơn tùng MTB. Sau khi bước ra khỏi sân chơi The Remix 2016, tên tuổi của Onion nhanh chóng được khán giả biết tới nhiều hơn và đem đến cho anh nhiều hợp đồng lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chàng chỉ thực sự thăng hoa khi đồng hành với sơn tùng và công ty MTB Entertainment. Nam producer trẻ hợp tác với giọng ca đình đám quê Thái Bình kể từ ca khúc Chạy Nhây Đi phát hành năm 2018. Và suốt từ khoảng thời gian đó đến hết năm 2021, Onion chính là nhân vật đứng sau hỗ trợ, góp phần tạo nên thành công cũng như định hình phong cách âm nhạc cá nhân cho sơn tùng MTB. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, sau hơn 3 năm đồng hành với ca sĩ sơn tùng, Onion lại bất ngờ đăng tải trên trang Facebook cá nhân để thông báo tới người hâm mộ rằng mình sẽ chính thức rời khỏi công ty MTB Entertainment, khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Chia sẻ lý do đi tới quyết định này, nam producer cho biết bản thân không hề có xích mích gì mà chỉ đơn giản là muốn cho phép bản thân được làm mới chính mình dưới góc cạnh là một nghệ sĩ âm nhạc sau nhiều năm hoạt động âm thầm phía sau cánh gà. Sau hơn 5 năm hoạt động, công ty của sơn tùng MTB hiện trong tình trạng bất ổn khi nghệ sĩ nhân sự đồng loạt chiếc áo ra đi. Nam ca sĩ được cho là gánh cả công ty bởi nữ talent duy nhất là Hải Tú chưa đạt được thành tích nổi bật. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.